Bộ Y tế đề xuất thay thông điệp V2K thay 5K. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thông tin, hiện Bộ đã đề xuất V2K vaccine khẩu trang khử khuẩn thay cho 5K. Hiện dịch COVID-19 đã được kiểm soát, số ca mắc mới mỗi ngày trên cả nước giảm sâu. Việc thực hiện thông điệp 5K gây ra nhiều trở ngại trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 diễn ra mới đây, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi cho Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã tham mưu tạm dừng việc khai báo y tế, không bắt buộc hạn chế tập trung đông người và giữ khoảng cách. Như vậy, thực chất chỉ còn thực hiện khẩu trang và khử khuẩn. Bộ sẽ làm việc với Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan để xem xét về việc có sửa quy định 5K hay không. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, hiện nay, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều là rất quan trọng để đảm bảo phòng bệnh. Bộ Y tế đã đề xuất V2K, vaccine, khẩu trang, khử khuẩn và đã lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và trình chính phủ. Tuy nhiên, trong dự thảo, Bộ Y tế cũng nêu rõ thông điệp 5K vẫn sẽ được sử dụng nếu xuất hiện biến chủng mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Phó giáo sư Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng cục Y tế Dự phòng cho biết, trong thời gian áp dụng 5K phòng ngừa COVID-19, các bệnh truyền nhiễm khác cũng đã giảm rõ rệt. Vì vậy, dù tình hình dịch hiện nay được kiểm soát. Việc duy trì một số biện pháp như khẩu trang và khử khuẩn phòng bệnh vẫn là cần thiết bởi không chỉ có COVID-19 mà còn rất nhiều bệnh truyền nhiễm khác đang lưu hành.